Chào các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh khoai tây đi nha các bạn. Khoai tây chiên thì đây mình có hai củ khoai tây nè, khoảng 300 g. Ở đây mình có 100 g đậu xanh ha. Ở đây là mè rang nè các bạn. Đây là ngò rí. Bây giờ mình bỏ đậu một bên. Đậu một bên đi ha. Rồi khoai tây một bên mình đem mình hấp. Mình làm tới đâu mình chia sẻ tới đó nha các bạn. Bây giờ hạn chế quá, sát bên người ta làm nhà ồn quá các bạn ơi. Rồi khoai tây mình sắc ra nha. Mình sắc mình hấp chung với đậu xanh đó, một bên với đậu xanh. Sẽ bỏ một bên với đậu xanh mình hấp. Hấp mình đem mình xay ra nha các bạn. Rồi mình thêm bột, mình thêm gia vị vô. Nhưng mà lần này mình không có chiên khoai tây không, mà mình chiên cùng với đậu xanh. Mình đem mình hấp nha các bạn, hấp cho nó chín. Chờ đậu với đậu khoai lang nó chín mình sắc ngò rí nha các bạn. Bây giờ cho nó thơm, đây ngò rí mình mua mình để tủ lạnh hồi qua rồi. Giờ mình lấy ra mình sắc nhuyễn bỏ vô cho nó thơm. Thì bánh này nếu mà mình muốn ăn ngọt thì mình bỏ sữa đặc hoặc là đường vô, còn mình không muốn ăn ngọt mình chấm với tương cà cũng ngon nữa. Mình làm như vậy, mình chiên liền cũng được, mà mình để ngày mai mình chiên cũng được, mình để ngày mai thì mình để vô cái hộp, để vô tủ mát nha các bạn. Nó cứng lại rồi ngày mai mình chiên nó ngon hơn, có lẽ nó giòn hơn. Trong khi mình chờ hấp khoai tây và đậu xanh thì mình chuẩn bị đây là 100 g bột năng nè các bạn. Đây là 100 g bột bắp. Bột bắp thì nó giòn nha, bột năng thì nó dẻo. Còn ở đây thì 1 muỗng rưỡi đường, nửa muỗng bột nêm và 3 g muối. Và đây là ngò rí. Mè thì mình lăn ở ngoài cho nó ngon nha các bạn, cho nó thơm. Đậu với khoai tây nó chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho nó vô đây mình chà nó nha, mình khỏi sai. Mình cho nó vô cái rây này mình chà các bạn, chà chung đó. Khoai tây mình chà xong rồi mình chà đậu xanh luôn cũng được nha các bạn. Nó xuống rơi dưới rồi nè. Tại vì mình hấp chung. Nó chín cái này, nó chín cái kia. Các bạn ơi, khoai tây và đậu xanh mình mài xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình để qua một bên, mình mang cái găng tay vô. Thì thường thường mình mang cái găng tay này á, nó như thế này nè các bạn. Nó chồng chành mà mấy cái đầu nó không sát. Bây giờ làm sao đây, làm sao cho nó sát để mình dễ cảm nhận các bạn. Hai tay đều như vậy hết. Thì sẵn ở đây mình muốn chia sẻ lại các bạn là cách mang găng tay làm sao cho nó sát, nó chuẩn nha. Ví dụ như mình mang nó ngắn như thế này nè, cái này nó chồng chành, nước nó có thể vô đây nè các bạn. Mình rửa bát rửa chén nước nó có thể vô đây, mà này nó vậy đó, không có sát nha các bạn. Thật ra mình làm nó cũng khó nữa, nó tuột ra tuột vô. Bây giờ mình làm cách khác, mình có cách. Mình lấy ra hết. Sẵn mình làm bánh mình chia sẻ cho các chị vậy luôn ha. Mình nắm như thế này nè các bạn, mình ghi phần dưới này ra nè. Mình ghi nó ra nha các bạn, nó sẽ giãn và nó dài ra. Vì cái phần dưới này thôi. Thường thường thì găng tay thường thì mình mang vô có tới nhiêu đây không à, mà cái ngón nó không có sát, nó ló ra một khúc vậy nè. Bây giờ mình làm sao cho nó sát đây.
Rồi nó dài cái phần này ra nè các bạn thấy không, cái phần cổ tay nó dài ra, mình cứ nắm mình vậy, mình vuốt nó dài cái ha, và cái bên đây cũng vậy nè, các bạn thấy nó dài ra rồi nè, nó dài hơn một miếng. Chịu khó nha các bạn, mình làm bếp mình chịu khó như vậy đó. Cái găng tay dài này nó dài hơn găng tay tay kia một khúc nè, ba phân á. Cái này cũng vậy, mình cứ vuốt nó ra, vuốt phần dưới thôi nha các bạn, chứ cái phần ngón là mình không có nắm đâu. Rồi bây giờ bắt đầu mình mang vô nè, thử coi xem sao nha, coi nó sát không nha. Đây cũng là một cái mẹo trong nhà bếp đó các bạn. Đây, còn cái ngón nó có sát mà ở trên nó có cao lên không, nhà các bạn là được rồi nè các bạn, sát hết rồi nè, mà ở trên đây nó cao lên nè, bạn thấy không, nó cao nó ôm cái cổ tay của mình, đồng thời á hả là mình cảm nhận được, mình mang nhưng mà mình cảm nhận được khi mình làm việc, mình cảm nhận được chẳng hạn như bột này kia nọ đó. À, nó vô hết rồi nè các bạn, nó sát hết rồi nè. Rất là dễ luôn nha. Cái đó là cái bí quyết nhà bếp. Xin chào các bạn nha. Giờ bột mình đã nhầu xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình lấy ra từng phần nha. Lấy ra từng phần, mình tha bột đây đi. Mình nắng. Cho nó đều nha các bạn. Đây là mè nè, mình lăn, bỏ mè vô lăn. Nó không ăn mè đó các bạn ơi, mình làm bột thì nó không ăn mè. Bột que que như vậy thôi nha. Rồi làm tiếp. Rất là ngon nha các bạn, mình có thử rồi đó, mình làm thì dụng lắm nhưng mà ngon lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình đem mình chiên nha các bạn. À, cái này mà nếu mà mình có thời gian á, mình làm bữa trước, mình để tủ lạnh, bữa sau mình chiên thì nó giòn dữ lắm nha các bạn, nó ngon lắm. Đây là những viên, những cái thanh khoai tây mình trộn với đậu xanh nè, và đậu phộng, và bơ đậu phộng. Rất là ngon luôn, khỏi chấm gì hết. Đó, bây giờ mình bắt chảo lên nè. Để vô từ từ nha các bạn. Thank you.
chảo dầu mình đang sôi đó. Mấy em nhỏ cũng khoái mà, mấy em lớn cũng khoái luôn. Bây giờ nó muốn vàng rồi nha các bạn. Các bạn lắc lắc như vậy nè. Chừng nào mà cảm thấy nó vàng, nó giòn rồi các bạn đem ra. Thơm dữ lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ nó vàng rồi mình vớt ra được rồi đó các bạn. Vàng ươm luôn. Giòn lắm nha các bạn.